Hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh kể chuyện của Ngọc. Mến chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui. Thì ngày hôm nay em có một câu chuyện nói về một cặp vợ chồng. Và câu chuyện này nghe rớt nước mắt quý vị ơi. Một câu chuyện có thiệt. Thì trong cuộc sống mà mình không thể nào biết được cái chữ ngờ quý vị, đặc biệt là chuyện vợ chồng. Thì câu chuyện như thế này, mến mời quý vị lắng nán lại ít phút để mà cùng nghe em chia sẻ đôi lời nha quý vị. Thì có cái cô vợ này, cô đẹp lắm, trẻ mà đẹp nữa, cho nên là ông chồng này ổng cưng chiều lắm. Hai vợ chồng thường hay ôm ấp nhau mỗi tối trước khi đi ngủ á, là cô vợ lúc nào cũng nằm trên cánh tay của ông chồng á. Cánh tay nè là ngủ ngon lắm. Chồng á hả, tối nào đi làm về cũng ôm vợ vào lòng, rồi vợ nằm trên cánh tay chồng. Sống như vậy, họ sống như vậy rất là ngọt ngào, rất là êm ấm. 4-5 năm rồi mà họ chưa có con. Thì cô vợ này á là yêu chồng lắm, mà chồng cũng rất là yêu vợ. Hai vợ chồng yêu nhau đắm đuối tha thiết quý vị ơi, dưỡng tưởng như không có thể nào mà chia lìa được. Thì tối đến là chồng ôm vợ, vợ ôm chồng, rồi ông chồng cũng đặt lên vợ một cái nụ hôn ngay trán nè, rồi ổng ôm cái tóc, ổng hôn cái tóc nữa, ổng cưng, ổng thương lắm, như một báu vật vậy đó. Thì bữa tối hôm đó, ông chồng ổng mới hỏi cô vợ rằng: "Vợ ơi, cái điều gì làm cho em sung sướng nhất?" Thì cô vợ này cổ mỉm cười và cổ nói: "Được nằm ở trong vòng tay của ông xã là em hạnh phúc và sung sướng nhất trên đời này, em không cần gì hết." Anh chồng ảnh rất là vui khi mà nghe một người vợ mình trả lời như vậy. Và ông chồng hỏi một cái câu hỏi nữa là: "Thế thì em thích cái điều gì nhất? Em mong muốn cái điều gì nhất trong cái cuộc sống này?" Thì cô vợ này mới đáp rằng: "Cái điều mà em mong muốn nhất trong cuộc sống này đó là có anh. Được có anh, được sống chung với chồng em là em hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Không còn cần cái gì hết trơn á." Thì hai vợ chồng ôm nhau trong cái giây phút đó, thì ông chồng ổng hạnh phúc, ổng mãn nguyện lắm. Tại vì ổng nghĩ vợ mình là coi như là tuyệt đối là thương mình, chung thủy mình một lòng một dạ. Cho nên là đêm hôm đó hai vợ chồng quấn quýt với nhau và họ đã có những cái giây phút mặn nồng ngọt ngào với nhau. Thì một thời gian nữa thì anh chồng này ảnh mới nói với người vợ rằng: "Bây giờ anh phải đi công tác. Mà chuyến này anh đi công tác hơi lâu rồi nha. Anh đi công tác cũng cỡ 2 tháng mới về. Em ở nhà nhớ anh thì cứ ôm có ôm ngủ, đừng có thức khuya, không có tốt, làn da nó không có được đẹp nữa không em, ngủ sớm cho da đẹp. Thì anh yêu em nhiều lắm." Cô vợ thì tạm biệt chồng và nhớ chồng, thương chồng lắm, nhưng mà chồng đi công tác thì mình cũng phải đành để cho chồng đi. Khi mà cô vợ này xa chồng thì cứ nhắn tin gọi điện suốt à. Ban đầu thì chồng đi công tác thì cũng nhắn tin lại, rồi gọi điện hỏi thăm: "Em ăn cơm chưa, em ngủ chưa", này nọ kia. "Anh nhớ em cũng nhớ anh." Nhưng mà thời gian từ từ, một vài ngày sau, cả tuần sau đó thì cái tin nhắn nó thưa dần và không còn những cái tin nhắn, mà chỉ là một cuộc gọi, hai cuộc gọi trong một ngày vậy đó. Rồi từ từ không còn cuộc gọi luôn. Thì cô vợ này nhớ quá mới gọi lại ông chồng nói: "Em đừng có gọi anh, tại vì anh mắc bận lắm. Anh không có thời gian đâu mà nói chuyện với em. Chừng nào anh rảnh anh gọi em." Thì cô vợ nghĩ rằng: "Chắc có lẽ chồng mình mắc bận, mắc công việc gì đó, ảnh đi họp với đối tác, cho nên là hồi ảnh rảnh anh gọi lại mình." Cô vợ lo làm việc rồi tối đến lại gọi chồng, nhắn tin chồng, hỏi thăm chồng. Nhưng mà ông chồng chỉ trả lời một cái câu rất là cọc lốc: "Em đừng có nhắn tin nữa, anh nó rất là bận." Ban đầu ảnh còn nhắn tin hỏi thăm, nhưng từ từ tin nhắn và điện thoại nó thưa dần. Và cô vợ cứ an ủi mình rằng: "Chắc có lẽ chồng mình ảnh mắc bận, ảnh mắc làm ăn, hay ảnh đi ăn uống với bạn bè, nó không có thời gian, nguyên ngày trời ảnh làm việc mệt rồi tối phải đi gặp đối tác nữa, cho nên là có lẽ là ảnh không có thời gian. Thôi kệ, cứ để ảnh làm việc của ảnh, chừng nào ảnh rảnh ảnh gọi mình." Cổ cứ an ủi bản thân và cổ ôm cái gối ôm mà cổ tưởng là chồng của mình và cổ đi ngủ hàng đêm. Và ráng chờ đợi thì từ từ không thấy cái tin nhắn, không thấy cuộc gọi của chồng mình luôn. Thì cổ cứ gán an ủi rằng chồng mình mắc bận, để khi nào ảnh về ảnh bù đắp lại, rồi vợ chồng lại ngọt ngào như xưa. Thì khoảng đâu
Một tháng sau, tháng mấy thì chồng cổ về. Mà kỳ này chồng cổ về, chồng cổ dắt theo một cái người tình rất là trẻ đẹp, mà bận đồ rất là sexy, rất là mát mẻ. Và cổ rất là chưng hửng, cổ bực giật mình, cổ hỏi đây là ai vậy anh? Thì ảnh dắt thẳng về nhà luôn, chồng cô này dắt thẳng về nhà, giới thiệu với vợ của mình rằng đây là người yêu của anh đã yêu cô này 4-5 năm nay rồi mà anh giấu em. Với lại từ lúc mà anh sống chung với em á, anh cảm thấy không có cái, với lại mình cũng chưa có con nữa, mà anh cũng cảm thấy em thấy ta tội nghiệp, anh không có ly hôn được, nhưng mà bây giờ là anh không có thể là sống chung với em được, anh muốn ly hôn với em để đến với người tình của anh. Thì cổ khóc quá trời, cổ nói trời ơi anh ơi, hai chồng mình đang ngọt ngào ấm êm với nhau mà anh mới đi công tác có 2 tháng mà giờ anh về anh đòi ly hôn với em là sao? Em có làm gì sai cho anh buồn không? Thì anh cứ nói đi em sửa lại, chứ anh bỏ em vậy em biết sống làm sao đây. Tại vì chồng là lẽ sống của cổ, nếu không có chồng là cổ sẽ chết mất. Tại vì tất cả niềm tin, hy vọng, tình yêu, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này cổ đã không cần gì, chỉ cần chồng mình thôi. Nhưng mà chồng của cổ giờ đây đã đi theo người tình mới. Thì khi mà nghe vậy thì cổ rất là buồn, cổ khóc nức nở. Nhưng ông chồng nói thôi bây giờ mình không có còn duyên nợ nhau, giải thoát cho em đi, cho anh đi em ơi, là bây giờ anh sẽ cho em nhà cửa nè, xe cộ, anh cho em hết, anh không cần gì hết, anh chỉ muốn sống với cô gái này thôi, người phụ nữ này là người anh yêu nhất. Và cổ buồn, cổ khóc, cổ nói sao anh có thể làm vậy với em, trong khi đó em yêu anh mà, anh biết em yêu anh lắm mà. Thì người chồng mới nói rằng dẫu biết rằng vậy nhưng tình yêu thì không có cưỡng cầu, cưỡng cưỡng ép được em ơi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, cho nên là anh không thể nào sống được với em thông cảm đi, em cứ lấy hết tài sản nè, tiền nhà băng nè anh cho em hết, anh chỉ cần 2 bàn tay trắng à, anh có sự nghiệp anh có thể lo cho người phụ nữ của anh yêu. Thì lúc bây giờ cổ buồn quá, cổ mới chạy vào phòng cổ khóc, và anh chồng mặc kệ cô vợ và dắt người nhân tình đi. Và cổ ôm một cái mối hận, cổ buông, cổ quyết định là cổ sẽ ly dị với ảnh, và cổ sẽ bán cái ngôi nhà này và đi đến một cái nơi khác, không còn cái hình ảnh của hai vợ chồng trong căn nhà hạnh phúc như hồi xưa nữa. Bây giờ căn nhà này còn có ý nghĩa gì, trong khi đó lúc trước hai chồng hạnh phúc ôm nhau ngủ với nhau mỗi buổi đêm, mà bây giờ chồng mình bỏ mình rồi mình còn ở đây làm chi nữa. Cho nên là cổ bán nhà, cổ đi biệt tích luôn, cổ đi đâu cả chục năm sau rồi cổ lấy chồng, cô này cổ lấy chồng rồi cổ có con nữa, con của cổ năm nay 5 tuổi rồi. Cổ quyết định là cổ sẽ về cổ thăm người chồng cũ để xem coi cái đôi gian phu dâm phụ hồi xưa đó hả, họ bỏ mình thì bây giờ họ sống có hạnh phúc giống như mình không. Cổ đã thành một người phụ nữ thành công rồi, và khi cổ về cổ chốn xưa, cổ đi tìm nơi mà người chồng cũ làm việc á, thì người ta nói là anh này ảnh không có còn làm việc ở đây nữa. Và khi mà tìm ra cái cô nhân tình thì đến tận nhà cô ta luôn, thì cổ cũng gõ cửa bấm chuông, rồi cái người phụ nữ kia cũng bước ra nói chào chị. Thì cô này cũng hỏi là tôi đến đây để hỏi là chồng tôi với cô sống có hạnh phúc không, dạo này chồng tôi, chồng cũ của tôi á hồi xưa á, chứ bây giờ không phải là chồng tôi nữa, bây giờ tôi có cuộc sống khác rồi. Thì cũng khoe cái cuộc sống của cổ, mà cổ muốn cho hai người kia biết được là như thế, và muốn biết cuộc sống của họ như thế nào. Thì cái cô gái kia đó là người tình của anh chồng cũ đó mới nói bây giờ chị muốn biết cuộc sống của chồng chị như thế nào thì chị cứ đi theo tôi, thì tôi sẽ cho chị biết sự thật. Thì khi mà cái người phụ nữ này á, dắt cô này đi ra, đi đâu không biết nữa, đi xa 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 hoài rồi tới một cái ngôi mộ. Và cô này cổ cảm thấy cái điều gì đó nó bất an trong lòng, giống như là có một cái gì đó nó đâm vào tim của mình vậy đó. Cái cô vợ cũ nè, cổ mới hỏi đây là ai, ngôi mộ này của ai, thì chưa có nhìn cái hình. Thì cô gái kia mới nói là đây là mộ của chồng cũ của cô đó. Thì cô này cổ giật mình, cổ khóc, cổ nói trời ơi anh ơi, chồng ơi, chồng của em ơi, tại sao lại 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 như thế này, tại sao ảnh nằm ở đây, tại sao ảnh lại nằm ở đây, trời ơi trời, tôi đâu có biết gì đâu, tôi tưởng đâu là hai người sống hạnh phúc với nhau, tôi muốn về để mà tôi cho hai người biết như thế này, về đâu tôi đâu có ngờ rằng anh lại nằm ở đây một nơi lạnh lẽo như thế này, anh ơi tại sao. Và bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập, thì cô gái kia mới trả lời rằng lúc trước á, là tôi là bác sĩ của chồng chị, và chồng chị khi mà phát hiện siêu âm biết là ảnh là bị ung thư ruột giai đoạn cuối,
chỉ còn sống được có mấy tháng thôi, ảnh đã cầu xin, van xin tôi là hãy đóng kịch để cho chị tin rằng là ảnh là một người chồng phụ bạc, để mà chị quên ảnh đi, để chị tìm hạnh phúc mới. Tại vì chị còn quá trẻ, ảnh không muốn chị sống vậy để mà thành một người phụ nữ mà quá phụ, mà cô đơn vậy. Ảnh muốn chị có con, có chồng, có tương lai, có tiền, có bạc, có hạnh phúc. Cho nên là ảnh đã cho chị tất cả sau khi ly hôn. Và tôi chỉ là người đóng kịch giúp cho ảnh thôi, tại vì giống như cái ước nguyện của người người gần mất vậy đó, cho nên tôi giúp thôi, chứ tôi không có phải là nhân tình gì của ảnh hết. Chồng chị rất là thương chị, những ngày cuối đời thì chồng chị rất là đau đớn quằn quại, nhớ thương vợ, nhớ thương lắm lắm, nhưng ảnh đành cắn răng chịu đựng. Vài tháng sau thì ảnh mất, thì chị đi cái tay cũng 9-10 năm, thì ngôi mộ này cũng đã xây được 9-10 năm rồi. Thì cô vợ ôm cái di ảnh của chồng của mình và nói rằng: anh ơi, tại sao anh lại làm như thế, trong khi đó là em rất là thương anh mà, tại sao anh không để cho em chăm sóc cho anh những ngày cuối đời để vợ chồng mình có nhau mà anh lại làm như thế, rồi bây giờ á anh lại nằm ở đây. Trời ơi, tôi có lỗi với chồng tôi quá, trời ơi. Và những giọt nước mắt của chị rơi ra, mà khi mà em kể câu chuyện này em không thể cầm được nước mắt, quý vị ơi. Thương lắm. Một người phụ nữ mà khi mà đến với hôn nhân, họ thường dành hết tất cả cho chồng, cho con. Và gặp một người đàn ông mà tử tế như chị, rồi ông trời lại không có mỉm cười với hai vợ chồng này và chia cắt cái cuộc tình đó, để cho cổ hả bây giờ cô ôm một cái nỗi buồn vô tận. Mà cô gái kia mới nói: chồng chị muốn chị sống hạnh phúc, chị đừng có nghĩ đến những cái hình ảnh của ảnh nữa để mà đau buồn, cho nên là ảnh muốn chị đi lấy chồng, chị có con, chị có một cuộc sống mới, chị lúc nào cũng hạnh phúc. Đối với ảnh là khi mà ảnh chết ảnh mới mãn nguyện. Đây, cái câu chuyện này quý vị, em kể ra em không có thể nào ghìm được cảm xúc trong lòng của em. Thương quá trời luôn quý vị ơi. Một người đàn ông thương vợ, thương ơi là thương, dành hy sinh tất cả cho vợ của mình. Đến khi mà ảnh nhắm mắt thì cái người phụ nữ mà anh yêu nhất cũng là cái người vợ của ảnh. Cái câu chuyện này nó lấy đi em biết bao nhiêu là nước mắt và bao nhiêu là cảm xúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện này. Câu chuyện cũng khá là dài, em xin phép được tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Xin chào quý vị nha.